Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cảm biến trục khỉu hoặc có cái tên gọi khác là cảm biến trục cơ của Cetostar cắm mập 2KD. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản với thương hiệu là Toyota. Đây là cái với cái hàng xịn nhá, anh em lưu ý này. Riêng với cái hàng xịn thì khi mà nhà máy người ta đóng gói thì người ta sẽ gọi là dán bằng cái băng dính này. Đây là một đặc điểm rất là nổi bật của hãng Denso và Toyota Lexus. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em có thể nhìn là trên thân của nó thì sẽ có Denso ra ban luôn. Và đây chính là cái mấu chốt quan trọng nhất, cái nam châm và cái cuộn từ ở đây. Đó, với cái dòng này thì của nó là ba rắc này. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Với cái mã sản phẩm là 909190050. Đó, vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua đến anh em cái sản phẩm, đó chính là cảm biến trục cơ của cá mập 2KD. Cảm ơn anh em đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.